Thử thách vượt qua cái giới hạn của bản thân. Hi, chào mọi người, mình là Trang đây. Cũng lâu quá rồi mới gặp lại anh em. Thì cái video ngày hôm nay á, nó sẽ khác so với những cái video trước. Đó là mình sẽ thử thách bản thân mình, bắt quỷ, TFF. Thì hôm nay là ngày 3 tây tháng 10, cũng là đầu tuần luôn. Thì mình sẽ nạp tiền vào để mua quỹ TFF với cái tài khoản là 10k. Thì cái này là cái thử thách cho bản thân của mình. Mình sẽ áp dụng cái phương pháp hiện tại mình đang truyền tải đến cho anh em, đang áp dụng trong hệ thống của mình cũng như là trên kênh YouTube của VN Replay. Thì hiện tại là phương pháp là VTAC và Volume. Thì mình sẽ thử thách là mình sẽ dùng cái phương pháp này để bắt quỹ. Thì cũng hy vọng là anh em sẽ đón nhận cái chuỗi cái story này. Mình sẽ quay từ cái lúc mà mình quay phay bắt vòng 1 và bắt vòng 2 để cho anh em quay lại tất cả các lệnh mình đã phân tích và cái tâm lý của mình lúc đó nó như thế nào. Thì thật sự là cái lúc á mà mình mới mua cái quỹ này á, thì lúc đó mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp, là không biết là chết rồi mình có bắt không ta. Nhưng mà không sao, mình phải thử thách vượt qua cái giới hạn của bản thân thì mình mới biết được là thật sự mình đang nằm ở đâu để mình có thể tiếp tục đi trên cái con đường trading này. Thì cũng hy vọng là anh em đón nhận cái chuỗi story của mình nha. Rồi bây giờ cùng mình vào mua cái quỹ này nha. Đây là cái giao diện chính của cái quỹ TFF, thì là True Forex Fund anh em ha. Thì anh em sẽ nhập vào là trueforexfund.com, thì nó sẽ ra như thế này, và sau đó là anh em nhập mail với password. Còn nếu như mà những anh em nào á mà mình chưa có cái tài khoản của TFF thì anh em sẽ vào trong cái chỗ này nè, mình sẽ đăng ký tài khoản. Còn hiện tại mình đã đăng ký tài khoản của TFF rồi, nên là mình chỉ còn nhập mail và password thôi. Sau đó là mình sẽ đăng nhập. Rồi thì anh em thấy không, đây là cái giao diện của cái quỹ TFF. Thì đầu tiên á là anh em sẽ vào cái dashboard để anh em xem là cái tài khoản quỹ của mình. Thì đây là cái tài khoản quỹ của mình nè anh em, hiện tại mình đang ở phase 1 nha, và cái thử thách là 10.000. đó, mình sẽ phải cần vượt qua 8% để mình có thể bắt được cái quỹ này. Và anh em lưu ý là cái quỹ TFF này thì nó sẽ có cái rule là anh em cái tỷ lệ rollout trong vòng một ngày của anh em không được vượt quá 5%, và cái rollout của tháng là anh em không được vượt quá 10%. Nên là anh em trade như thế nào không cần biết, nhưng mà anh em chú ý là mình cái tỷ lệ rollout rất là quan trọng luôn nha anh em. Thì hiện tại là cái tài khoản quỹ này của mình á thì mình đã lời được 1% rồi, và hiện tại mình đang cần phải 7% nữa mình mới vượt qua cái phase 1 này. Thì mình cũng hy vọng là từ bây giờ cho đến cuối tháng mình sẽ vượt qua được phase 2 để có thể review lại tất cả các lệnh cho anh em cùng xem nha. Rồi thì mình sẽ review lại cái lệnh đầu tiên mình đã vào với cái tài khoản quỹ này, đó là cặp AU. Thì bây giờ mời anh em cùng đi vào xem cách mà mình phân tích cái lệnh AU này như thế nào để mình có thể lãi nha. Thì hiện tại là tài khoản của mình đang là 10.142 đô. Đó, mình đang lùng lời được 1% rồi nha. Đây là cái thời điểm mình vào cái cặp AU vào ngày 10 tây tháng 4, cũng là ngày thứ 3 luôn ha, vào khung thời gian là H1. Thì anh em có thể thấy được trên màn hình. Thì lúc này á, mình xác định cái cấu trúc của nó là mình khẳng định đây là cái cấu trúc tăng rồi, nhưng mà nó hơi hoang mang một tí xíu, bởi vì cái giá nó phá cái đỉnh swing 2 đó anh em. Này, nó phá ở đây nè, nó không có được rõ ràng cho lắm khi mà nó có hai cái cây nến nó đóng trên như thế này. Mình cũng hơi hoang mang một tí xíu, nhưng mà mình đã khẳng định là cái cấu trúc của nó là cái cấu trúc tăng, nhưng nó đang có một cái cấu trúc hồi. Thì khi nào giá nó break qua khỏi cái đỉnh này, cái đỉnh của cái xu hướng giảm hồi này, thì lúc này là thị trường nó mới xác nhận cho một cấu trúc tăng nó hình thành. Tức là thị trường nó phải đi như thế này nè. Đó, rách qua khỏi hoàn toàn thì lúc này mình mới tìm cái phương án buy. Còn nếu như giá nó vẫn còn nằm trong cái vùng này mà nó chưa thoát khỏi thì lúc này mình vẫn tìm một cái phương án sell xuống thôi. Nhưng mà sell ở đây là sell ngắn nha anh em, bởi vì cái cấu trúc của nó có thể là nó đã xác nhận là một cấu trúc tăng rồi. Khi mà giá nó chạm về cái đỉnh cũ, cũng là cái swing 2 của cái cấu trúc hồi đó anh em, nó tạo ra những cái cây nến reject giá nè. Anh em thấy ha, những cây nến nó rút chân, nó thể hiện là cái sự từ chối giá tăng. Thì mình đã làm gì? Mình đã vào time frame M5.
rồi để mình xác nhận được cấu trúc hiện tại M5 đang là cấu trúc gì. Nếu đang là cấu trúc tăng thì mình sẽ đợi cái đỉnh này nó bị rách khỏi hoàn toàn, mình sẽ tìm buy. Còn nếu như cấu trúc của nó có đảo rồi thì mình sẽ tìm cái phương án sell xuống rồi mình đánh scalp. Thì lúc đó mà mình nhìn vào cái time frame M5 á, thì mình có thể khẳng định được rằng cái xu hướng hiện tại của M5 nó đã bị thay đổi từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm rồi. Thì lúc này thị trường á, nó di chuyển như thế này. Rồi, di chuyển như vậy nha. Thì đây là cái swing low nè, đây là cái swing low của M5. Nó đã bị phá bởi cái cây nến này. Cây nến red này là một cây nến full và volume của nó cũng khá là lớn anh em ha, khá là uy tín. Thì lúc này mình đã xác định được xu hướng M5 đã chuyển từ tăng sang giảm rồi, thì hoàn toàn mình có thể đánh scalp về lại cái time frame M15 hoặc là H1 gì đó. Lúc này mình đã TP về đây nè anh em, đó, về lại đây. Thì ở đây là một cái vùng cầu nó khá là uy tín anh em nha. Đó, cái vùng cầu này, tại vì cái vùng cầu này anh em thấy không, từ đây giá nó tăng lên rất là mạnh luôn và nó có một cái đoạn nó rách qua rất là mạnh mẽ, thì mình đoán là mình kỳ vọng là giá nó có thể về lại đây. Rồi khi mà anh em đã xác định được cái cấu trúc hiện tại đang là cấu trúc giảm thì anh em cần phải làm gì? Anh em cần phải xác định cho mình là cái swing nó nằm ở đâu. Thì đây là cái swing 2 của cái time frame M5 hiện tại. Rồi thì swing 2 lúc này á, mình chưa có tìm điểm sell tại vì nó chưa có swing low nên là hoàn toàn mình không biết được là giá nó sẽ đi về đâu anh em nha. Thì cái lúc đó mà giá nó, mình cần thêm những cái cây nến nó hồi rõ ràng thì mình sẽ xác định được cái swing low. Khi mà cái cây nến này nè anh em nó xuất hiện thì lúc này mình khẳng định được đây là cái swing low. Vậy vì nó hồi rõ ràng anh em ạ, nó hồi lên hai cây nến luôn. Đó, đây là cái swing low của khung thời gian M5. Lúc này mình entry ở đâu? Mình entry hẳn về đây luôn. Bởi vì khi mà anh em đo cái Fibonacci ra nè, đó anh em thấy không, cái đáy cũ của nó không có được ủng hộ bởi cái swing low. Nếu như mà cái vùng 0.5 này nó trùng với lại cái vùng đỉnh đáy cũ á, thì mình có thể là sẽ đặt một cái lệnh entry ở đây. Nhưng mà cái Fibo nó nằm trên đây, tuốt trên đây lận, thì mình đã không vào lệnh ở đây, mình vào lệnh ngay đây nè anh em. Đó, để tránh miss lệnh thì mình đã TP cái lệnh này, mình đã SL cái lệnh này là tầm khoảng đâu đó là 10 pip anh em nha. Và mình đặt target của mình về đây, mình nhớ đâu đó là mình đạt với cái tỷ lệ là 4R nha anh em. Rồi bây giờ cùng xem cái giá chạy như thế nào nha. Ok ha, thì cuối cùng á, cái lệnh này của mình nó đã đạt được cái target trong vòng, mình nhớ đâu đó là trong vòng chỉ có 2 tiếng thôi. Bởi vì mình cái lúc mà mình phân tích lệnh này là 9 giờ thì tầm khoảng là 10 giờ rưỡi thì cái lệnh này của mình đạt được rồi. Khi một cây nến này á, nó sập rất là mạnh, thì đồng thời cái nến này là cây nến do chạy tinh của cặp AOD. Đó, thì anh em thấy không, khi mà mình đánh theo cái cấu trúc được xác nhận bởi cấu trúc rồi và mình chỉ cần phân tích thêm một tí xíu bằng cái kỹ thuật vào lệnh của mình thì mình đã có thể đạt được cái lợi nhuận mình muốn. Và ở đây á, anh em có thể thấy được là khi mà anh em phân tích kỹ hơn á, thì anh em thấy không, cái đoạn mà khi mà giá nó hồi về lại cái vùng này nè, nó xuất hiện ra cây nến rất là bất thường về volume với lại nến luôn. Cây này nè anh em biết cây này nha. Cây này có strip sao anh em thấy lớn đúng không? Nhưng mà khi anh em đối chứng lại với volume thì mình thấy là nó không tương xứng với kết quả nó được tạo ra. Tức là sao? Đây là cây nến E nhỏ hơn R, tức là cái nỗ lực nó nhỏ hơn cái kết quả nó được tạo ra. Thì ở trong VSA họ phân tích á, là khi mà nỗ lực nó nhỏ hơn kết quả thì nó cho thấy là không có ai mua vào thời điểm này nhưng mà giá lại tăng. Thì đây là những cái lệnh của những anh em trader nhỏ lẻ đang FOMO mua giá lên. Đó, thì khi mà xuất hiện cái cây nến này thì anh em hoàn toàn nha có thể tự tin vào một cái lệnh ở ngay đây và anh em chỉ cần đặt target về những cái vùng mà anh em mong muốn. Và hoàn toàn á, anh em có thể đặt cái target của mình về đây, đó, đạt với cái tỷ lệ ít nhất cũng được 2R là về cái vùng đáy cũ của nó, nhưng mà mình kỳ vọng xa hơn, mình đặt về đây đạt với cái tỷ lệ là 4R. Đây là cái lệnh đầu tiên mình đã vào và mình đã lợi nhuận là $180. Rồi thì đó là cái lệnh đầu tiên của mình. Thì mình cũng hy vọng là tiếp theo sau đó mình sẽ có những cái lệnh nó RR nó lại cao hơn để cho mình có thể review lại với anh em. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video ở đây. Cũng hy vọng là anh em sẽ đón nhận cái video tiếp theo của mình nha. Thì cái tâm lý á, anh em chỉ cần... đúng rồi, mình chia sẻ một chút xíu về cái tâm lý lúc mà mình vào lệnh này. Thì đây là cái lệnh đầu tiên của cái tài khoản 10.000 của mình. Thì mình hơi bối rối một chút xíu, gọi là có cái tâm lý nó hơi sợ hãi một chút xíu. Nhưng mà anh em nên nhớ
là mình phải cứ đúng cái phân tích của mình thì em không có gì phải sợ cả. Mình cứ tuân thủ theo cái quy tắc vào lệnh, và mình không có vào lệnh FOMO. Ở đây là mình vào lệnh theo cái hệ thống của mình, thì mình cứ tin tưởng vào cái hệ thống giao dịch của mình và mình cứ giao dịch thôi. Thì cũng hy vọng là anh em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm qua những cái lệnh review thực tế này của mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những cái video sau.